Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn ngôi chùa rất nổi tiếng ở Bạc Liêu, nằm ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, đó là Mẹ Nam Hải. Mẹ Nam Hải gắn liền với hàng loạt sự tích về mẹ, điều lạ thường cũng như sự linh thiêng của Quan Thế Âm. Tại sao nơi đây họ lại tin Mẹ Nam Hải đến vậy, hay còn gọi là Quan Thế Âm? Hãy cùng mình tìm hiểu về sự linh thiêng của bà nhé. Xưa kia, người dân Bạc Liêu mưu sinh bằng nghề biển, đàn ông ra khơi 2-3 tháng mới trở về nhà một lần. Một ngày nọ, người chồng vừa mới ra khơi thì trên đất liền có bão dữ ập tới. Người vợ rất hoảng hốt và lo lắng, cứ đứng trên bãi biển, hướng mặt về phía đông chờ người chồng của mình quay về, miệng luôn tụng kinh niệm Phật. Ngày qua tháng lại, người vợ vẫn không thấy chồng mình quay về. Bất ngờ ở phía sau lưng người phụ nữ xuất hiện một cụ bà. Chẳng may tôi bị lạc đường mấy ngày rồi, chưa được ăn gì. Cô có thể được cụ xin một nắm cơm trắng được không ạ? Dạ, bà đứng đây đợi, cháu sẽ vào nhà lấy cơm cho bà. Nhưng lạ thay, khi người vợ vừa mang đồ ăn ra đến, thì bà cụ đã biến mất. Không gian trong nhà lúc này tự dưng nổi một quần sát, biết là Quan Âm vừa cải trang thử lòng thành của mình, nên người vợ đã vui mừng không xiết. Người phụ nữ luôn tụng kinh: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chúng sinh. Sáng hôm sau, đoàn thuyền đánh cá của người chồng đã trở về, thoát nạn một cách diệu kỳ. Người vợ bèn kể hết toàn bộ chuyện cho người chồng nghe. Để đền đáp công ơn cứu của Bồ Tát, hai vợ chồng người ngư dân nghèo đã lập một bức tượng Quan Âm có ánh nhìn hướng về biển để thờ phụng. Từ đấy, trước khi ra khơi, người dân trong vùng lại vào đây cầu nguyện bình an. Tượng lúc đầu được đặt sát mé biển, nhưng sau nhiều năm được thiên nhiên bồi đắp, vị trí chùa bây giờ đã dời vào cách bờ vài km. Đến năm 1973, Hòa Thượng Thích Chí Đức đến đây nhận ra được sự linh thiêng của nơi này, nên đã cho xây dựng thành ngôi chùa khang trang hơn. Phía mặt ở ngoài sân của chánh điện thì được thờ Tứ Đại Thiên Vương, ở phía trong thì được thờ tượng Phật nghìn tay nhé bạn. Ngoài ra dưới chân của Phật nghìn tay còn thờ Xá Lợi Ngọc và Xá Lợi Tóc của Phật Thích Ca nữa nhé bạn. Bức tượng Quan Âm cao 11m với nét mềm mại, thánh thiện, phúc hậu, tạo cho du khách cảm giác ấm áp, bình yên khi chiêm ngưỡng. Tượng với tư thế đứng, nhìn về phía biển đông, vì phía đông là hướng may mắn, được phát áo tròn xanh, đầu đội mão và tay của bà Bắc Ấn, mặt có đệ nhạn. Khuôn viên ở phía sau chùa được xây thêm mẫu phần sau nữa bạn. Đây là mấy cái kho tượng mà được hóa thân của Quan Âm khi đi phổ độ chúng sanh nữa bạn. Mỗi kho tượng đều có nét đẹp riêng, đều có đệ nhãn và gương mặt phúc hậu nhé bạn. Ở đây thì xây chưa hoàn thành, chỉ xây được mấy kho tượng thôi bạn. Còn ở hai phía hai bên thì đang xây thêm. Nơi đây hàng năm đón chào hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến viếng thăm vì sự linh thiêng của bà. Hàng năm, chùa còn tổ chức lễ hội Quan Thế Âm Nam Hải chính thức vào ngày 22-24 tháng 3 âm lịch nhớ bằng.